I can feel you breathing with your hair on my skin as we lie here within the light. I'll pull the sheets when it's cold on your feet, 'cause you'll fall back to sleep every time. Lần đầu tiên mẹ phải nói là có rất là nhiều những cảm xúc lẫn lộn. Đầu tiên là đi và tất cả mọi người phụ nữ đều cảm thấy rất là hạnh phúc vì lần đầu tiên có được cái cảm giác là mình cần phải che chở, yêu thương và bảo bọc một ai đó, và đặc biệt là khi là mẹ là con cái của Vy đầu lòng thì con cái của Vy là con gái đầu lòng thì càng cảm giác hạnh phúc hơn, tại vì giống như là một cái bản sao của mình vậy ạ. Nhưng bên cạnh đó cũng rất là nhiều những cái nỗi lo lắng. Sống hàng ngày của Vy đó chính là cảm giác như là thời gian lúc nào cũng hay gấp rút, thời gian ít đi, mình không có đủ thời gian để làm hết tất cả những cái việc mà mình mong muốn ở trong ngày. Nếu mà một từ thôi á, một từ thôi mà không được là từ ghép luôn thì từ vui. Chắc phải hai từ, vừa vui mà vừa gọi là bận rộn. Cảm ơn chị. Cảm ơn.